rất là vui và tự hào vùng chè đất Thái Nguyên. Bà con đi lễ hội cũng rất là đông. Chúng em học hỏi nhiều hơn để đưa ra những cái kinh nghiệm nhiều hơn để mình có thể phát triển về cây chè, về ngành chè và đưa cái ngành chè của mình ngày một đi lên. Chúng tôi hướng về cái lễ hội đầu xuân của năm 2024 Giáp Thìn thì bà con nhân dân trong xã và cùng với các hợp tác xã cùng với liên hiệp đã tổ có đóng góp một phần nào đó để mà xây dựng một cái buổi lễ hội cùng với địa phương Tân Cương để mang lại được cái chất lượng giá trị sản phẩm của địa phương Tân Cương nói riêng và với tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đối với xã Úc Trì chúng tôi thì có sự chuẩn bị rất là kỹ. Cây chè này thì đã được chuẩn bị cách đây vài tháng. Địa phương đã đánh ổ rồi đánh lên chậu để đem đến hội thi Tân Cương, trà xuân Tân Cương với một cây chè đẹp nhất. Tham gia lễ hội lần này, cái thứ nhất là đầu tiên là quảng bá tôn vinh cây chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương. Cái thứ hai là đem đến quảng bá cho mọi người trên mọi miền biết đến cây chè, từ đó đã tăng thêm thu nhập và tăng thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương. Để chuẩn bị cho cái lễ hội năm nay, đặc biệt là phần thi cây chè đẹp, thì chúng tôi cũng rất là công phu, phải lựa chọn từ các cái vườn chè cổ trong xã, những cây chè cổ nhiều năm tuổi nhất và có cái dáng thế đẹp nhất, nó thể hiện được cái hồn cốt của cây chè cũng như là người dân Tân Cương.